Vatican. Đức Thánh Cha soạn kinh cầu nguyện với Đức Mẹ trong cơn đại dịch và mời gọi mọi người đọc kinh Mân Côi trong tháng 5. Trong thư gửi các tín hữu nhân dịp tháng 5, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi chung tại gia đình hoặc đọc riêng để được hiệp nhất và vượt qua cơn đại dịch. Đức Thánh Cha cũng gửi đến các tín hữu hai lời kinh cầu nguyện với Đức Mẹ để đọc vào cuối buổi đọc kinh Mân Côi. Trong thư Đức Thánh Cha đã viết, Anh chị em thân mến, tháng năm đã gần đến, tháng mà dân chúa bày tỏ tình yêu và lòng sùng kính đặc biệt của mình đối với Đức Trinh Nữ Maria. Đọc kinh Mân Côi tại nhà, tại gia đình là truyền thống tháng này. Đây là một triều kích gia đình mà những hạn chế vì đại dịch đã buộc chúng ta đề cao giá trị của nó kể cả phương diện thiêng liêng vì vậy tôi nghĩ đến việc đề nghị tất cả mọi người khám phá lại vẻ đẹp của việc đọc kinh mân côi tại nhà vào tháng năm chúng ta có thể đọc kinh chung với nhau hoặc đọc kinh riêng anh chị em hãy chọn tùy theo hoàn cảnh đề cao cả hai hình thức này nhưng trong mọi trường hợp có một bí quyết để thực hiện đó là sự đơn giản và rất dễ tìm ngay cả trên internet các mẫu cầu nguyện tốt để làm theo thêm vào đó tôi đề nghị với anh chị em hai kinh nguyện với đức mẹ mà anh chị em có thể đọc vào suốt các buổi đọc kinh mưng côi và chính tôi sẽ đọc trong tháng năm này hiệp nhất cách thiêng liêng với anh chị em tôi gửi kèm với thư này và như thế mọi người có thể dùng hai kinh này anh chị em thân mến việc cùng nhau chiêm ngắm và suy niệm gương mặt của Chúa Kitô cùng với trái tim Đức Mẹ. Mẹ của chúng ta sẽ làm cho chúng ta hiệp nhất hơn như một gia đình thiên liêng và sẽ giúp cho chúng ta vượt qua thử thách này. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, đặc biệt cho những người đau khổ nhất và xin cho anh chị em cầu nguyện cho tôi. Tôi chân thành cảm ơn anh chị em và chúc lành cho anh chị em. Làm tại Roma Đền Thánh Doan Laterano ngày 25 tháng 4 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco. Chúng ta có thể đọc bản kinh cầu nguyện với Đức Mẹ trong cơn đại dịch do Đức Thánh Cha soạn tại trang web của giáo phận Phú Cường theo đường link dưới video này.